Mai Vàng Đồng Tháp, mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại video mới nhất. Lời nói đầu tiên em chúc cho quý cô chú và anh chị có một buổi xem kênh thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Thì hôm nay tiếp tục em có về một lô cây hoa giấy cô chú anh chị. Hoa giấy sắc pháo, hàng chung chung có, hàng già mini giá sinh viên có, hàng VIP có luôn ha cô chú anh chị. Rất mong sự ủng hộ cô chú và anh chị vô ủng hộ cho em. Thì hôm nay mình lên cái lô cây mã số là chữ F ha. Đó. Thì đầu tiên mình lên cái cây mã số là F1. Chào cô chú anh chị các ơi. Rồi, lời nói đầu tiên em xin kính chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị một ngày mới xem kênh thật là vui vẻ luôn và tràn đầy hạnh phúc ha. Thì bữa nay mình quay trở lại là cái mã số là chữ F1. Đầu tiên em lên cây bonsai, cây mini, giá sinh viên, cây vài trăm ngàn. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị để ủng hộ cho em ha. Cây này giấy gì anh ơi? Báo cây thôi. Này là cây giấy Mỹ. Trồng cũ quái ha, tuổi đời cũng tí nó nhỏ nhưng tuổi đời nó là già lắm rồi đó nghe anh chị, chứ không phải là già non, nghe da này rất là già luôn anh chị, cho xứng đáng luôn đó. Cây này nó già lắm nghe anh chị, chứ không phải cây trồng công nghiệp nha. Cây này mình trồng ở nhà của dân anh em ta, cô chú anh chị, thành thử ra cái cây này nó già lắm, thấy nó vậy đó chứ tuổi đời nó già lắm chứ không phải như cây công nghiệp nha. Cây đẹp lắm anh chị ơi. Cây này là mã số F1. Cây này anh chị về thích chơi zin thì chơi ha, còn không thích chơi zin thì cô chú anh chị mình ghép vô cẩm thạch cũng được ha, là hoặc là ngũ sắc cũng được ha cô chú anh chị. Rồi mình cho cái thông số mã số là F1 này để cho cô chú anh chị tham khảo luôn. Đây hoành thân của em nó là 27. Rồi hoành thân là 27 ha. Cũ cũng nở luôn ha. Chiều cao của em nói như vậy là được 86. Chiều cao là 86. Cây này rất là đẹp ha cô chú anh chị. Đó. Rồi cây mã số F1. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 350. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Anh chị mình cứ ở tại nhà, có người mang cây tới nhà cô chú anh chị ha. Cây mã số F1 là 350.000. Tiếp theo là cây đỏ đơn. Trở lại sắc pháo mà cây này là cây đỏ đơn, cây mã số F2. Cây này anh chị về chơi bonsai để sân thượng ban công là ok ha. Này hàng VIP mới về nha anh chị, hàng nóng hổi luôn. Thì những cái clip vừa qua em đã đăng lên mà anh chị cô chú đã ủng hộ cho em thành công hết, thì em cũng rất chân thành biết ơn cùng cô chú và anh chị. Anh chị yêu thích nhớ cho em một đăng ký và một like để giúp cho cái kênh em một ngày một lan tỏa ha cô chú anh chị. Và em xin chân thành cảm ơn cùng cô chú và anh chị. Thì nay trở lại là cây mã số F2. Là cây này là cây đỏ ha. Này đỏ đơn nha anh chị. Tuổi đời nó cũng già lắm đó anh chị ơi. Cái lô này là chủ người ta báo là nó 7-8 năm tuổi hết rồi đó. Rồi mình cho cái thông số mã số F2 thôi. Đây em đo ngay cái cổ của nó ha. Hoành thân của em nó là 20. 20. Chi tay có đầy đủ rồi nè, về mình chơi bonsai mau lắm ha. Chiều cao của em nó là 60. Chiều cao là được 60 ha anh chị. Cái này mình chơi nguyên một bụi luôn nha anh chị. Cái này nó một cốt mà nó ba chi ha. Đó. Rồi cây mã số F2. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 300.000. Chậm chậm chút báo giá hạ xuống cây nha. Cây chưa báo giá gì chung. Cũ đẹp luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số F3. Này bữa nay hàng Úc không à anh chị. Hàng Úc ống tre. Cây lớn em bắt giết giờ nó muốn hết rồi. Nay giờ bắt tới hàng mini không à. Đó. Cái này là sắc pháo hay gì anh ơi? Báo cô chú anh chị thôi. Rồi cây này là cây sắc pháo. Đây da nó khác ha. Cây này nó nhỏ nhưng tuổi đời nó cao nghe anh chị, chứ không phải là cây dâm ha. Bị chủ người ta báo là trồng là nó khoảng 7-8 năm đó, trồng làm cái khung hàng rào chơi, nhưng mà giờ làm lộ tới người ta phải buộc làm khai thác hết ha. Rồi cho thông số mã số F3 luôn. Hoành thân em này là nó 15, khiêm tốn một tí. Rồi chiều cao em nó là được 55. Chiều cao là 55, hoành thân là hồi nãy là 15 hả? Dạ 15.
Rồi cây mã số F3 là hoa giấy sắc pháo một màu ha anh chị. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là 250, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Tuy mặc dù nó nhỏ nhưng mà cây này nồi đế đẹp lắm nha anh chị. Rồi 250k. Rồi, cây này là tiếp theo là cây giấy đỏ nè. Tiếp theo Đó. là cây đỏ, cũ hết hồn luôn anh chị. Đỏ lửa nha. Quá đẹp. Anh chị thấy mấy thằng này gì chứ trồng lâu lớn dữ lắm nghe cô chú anh chị. Mấy thằng đỏ với mấy thằng vàng cam á, nó lâu lớn lắm. Mà ngày nó có nguyên một cái cục đế hết hồn, Đây, nguyên cái nồi cũ đế đó nè. ha. Cũ hồi nhỏ người ta tạo sao mà nhìn nó sắn luôn, rất là đẹp luôn. Cây này mà trồng thời gian nữa nó sắn. Nguyên một cục đế đặc luôn á anh chị. Này đỏ phải không anh? Rồi cái này là cái đỏ, đỏ lửa luôn. Rồi mình cho cái thông số là mã số là F4 ha. Cây này không có bọng bể nha anh chị, cây đẹp nha. Sạch cây lắm anh chị ơi. Rồi hoành thân của em nó là 18. Quỳnh Thăng là Củ 18. đặc bự lắm. Rồi củ đặc nó là 61. Củ đặt 61. Củ Dạng mini mà nó vậy là vô rồi. Rồi chiều cao là 77. chiều cao là 77. Chi tay có đầy đủ này, về chỉ ra tàn là có bông sử Cây dụng đỏ liền. lửa mã số F4, cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 450, 450.000, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha, 450 xuống cây. Đây tới cái này còn quái nữa nè anh chị ơi. Đó, hết Cây này sức nó già mình máy nó nổi móc luôn. mã số là F5. Cái dòng này là sắc pháo mà nó đỏ lửa rồi đỏ đơn rồi nó vàng cam, mà mấy cái đế nó được như vậy á anh chị, nó rất là lâu lớn nha anh chị. Mình nó sắn mình luôn ha. Cây này có bọng bể lũa và báo cho cô chú anh chị nha. Rồi sạch đẹp luôn. Không có một cái dấu tích gì hết luôn. Cây này đẹp lắm nha anh chị. Cái này nó gọn gọn như vậy nè, anh chị chơi bưng để sân thượng ban công là ok nha. Để trước sân nhà cũng đẹp nữa. Đó, cây lành tích hết trơn nha anh chị, hoàn hảo 100%. Rồi cho thông số mã số là F5 anh ơi. Rồi, hoành thân của em nói chỗ này được 22 ha. Hoành thân là 22 ha cô chú anh chị. Cái đế bự lắm nha anh chị. Cái đấy nó cũng 560 á. Rồi, chiều cao của em nó là 72. Chiều Là... cao là 72. Còn tán ngang nó có hiện giờ thẳng là 55. Đó, cây này cái tàn tròn mau chơi nha anh chị. Rồi cây mã số là F5. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 550. 550.000, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Cây nhà em bán là bao sống bao ship nha cô chú anh chị. 550 cho cây mã số F5. Rồi tiếp theo là cũng hoàng quái nè. Tiếp theo Đó, càng ngày càng lớn này ha. sát pháo nha anh chị, mã số là F6. Cây này đẹp lắm nha cô chú anh chị, cái cây này nằm trong cái chậu á, em khui nguyên cái chậu ra luôn á cô chú anh chị. Cây này có bọng Tướng bể lũa không anh? tướng thông thái đúng không? Cây đặc. Này mình cố gắng ghi hình cho rõ chi tiết ha. Đây. Cái mình nó có cái khe đó chứ không phải là Rồi mình cứ quay đều đều đi cho cô chú anh chị tham khảo ha. Này sát pháo nha cô chú anh chị. nè, nó tự lớn vậy chứ không phải là bọng Đó. Này sát pháo một màu ha. đúng không? Da đàng hoàng, tại cây nó bị cái vết phiết. Cây này nói chung là nó đặc chăm chăm nha cô chú anh chị. Rồi mình cho thông số cây mã số F6 đi. Rồi, hoành thân của em nó là 45. Rồi Rồi, hoành em đo thân là cho cô gãy 45. ha. Rồi đo cái củ đặc cho cô chú anh chị tham khảo luôn nè. Rồi, cô đặt của em nó là 90. Củ đặc là 90, chiều cao luôn đây. Chiều cao của em nó là 1 mét đúng đi. Chiều cao là 1 m ha anh chị. 1 mét là 7 là 8, mình tính 1 mét đi. Dạ em nhắc lại cây này là cây mã số F6, là cây hoa giấy sắc pháo một màu ha cô chú anh chị. Cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị là giá là
1.600.000, em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Hàng em bao hàng đẹp ha anh chị, hàng VIP mới về không ha, hàng mới tinh luôn. Em mới vừa khai thác về cô chú anh chị, bữa nay trong em mưa hơi lớn ha. À, em khai thác về là em lên video luôn để cho anh chị để ủng hộ cho em. Rồi xuống cây F6. Tiếp theo là cây mã số F7, hàng khủng anh chị ơi. Lên luôn. Hàng VIP luôn anh chị ơi. Anh chị mà thấy cái cây này ha, ở ngoài là nhìn thấy nó chằng dần luôn. Bonsai đại. Bonsai đại ha anh chị. Cái này anh chị về lên chơi dù cũng được luôn nha. Đó, cây mình mới trở về bị mắc mưa lớn lắm nha anh em. Cũng rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị để vô ủng hộ cho em ha. Đó. Cây này nó già nha anh chị. Ở đây nó có mấy cái khe, nhưng mà cái cây này không có ảnh hưởng gì hết, em bao cho cô chú anh chị nha. Đó, nó có mấy cái đầu nhánh ta chặt như vậy thôi. Đây. Khe khe vậy đó chứ không phải là bọng, không phải một cái ha. Cây là đặc quẹo nha anh chị. Đây, nó cũng có mấy cái khe nhẹ nhẹ vậy đó anh chị. Đó. Cái lọ ta cậu thọt dùm cái lóng tay đó coi sao không bên này. Đó. Xíu à. Nó cái lan tét xuống gì nè gọi nó. Cỡ khoảng lóng tay nha anh chị. Này có sao là em báo cho cô chú anh chị như vậy nha. Đó, còn như nè, là còn đây là hai cái nhánh nó giáp lại, nó có cái đường nứt gì nè chứ không có gì. Đây đó, chung cây này nó bự ha, cũng hơi khó quay, mình cũng cố gắng là ghi hình cho nó rõ chi tiết. Bên trên là sao anh? Đặt hết ba bốn chi này là đặt hết. Nói chung sắc pháo mà cây được cỡ như vậy cũng hiếm lắm nha anh chị. Cây nó đặt như vậy nè, cây này tuổi đời nó già lắm rồi. Cây mình khai thác thiên nhiên mà bây giờ là mình kể như bảo đảm cho anh em là cỡ khoảng 95% là nó cũng đạt dữ lắm rồi. Rồi qua một vòng đi, mình cho cái rồi dịnh im luôn, cho cái thông số để cho cô chú anh chị hình dung cho nó rõ chi tiết ha. Đây đây em đo trên cái mình của nó luôn ha. Kéo đầu thước nó qua chụp cho em bên mà đúng là dĩa đó cho cô chú anh chị dòm cho nó gọn. Đây 76 nhưng mình tính thôi 75 đi ha cho nó chuẩn. Vành thân rất là lớn. Đó, mình đo trên cái chỗ rễ chỗ đấy ha anh cái chị. Cái chỗ là chỗ hot nhất nha anh chị. Vành thân là 75 ha. Đó, vành thân là 75 chiều cao luôn anh ơi. Cây này đẹp lắm cô chú anh chị. Chiều cao có 1m4. Chiều cao là 1m4 ha cô chú anh chị. Đó, cây này rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi cây mã số F7. Cây này là hoa giấy sắc pháo một màu. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá là 7.800.000. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ha. Là 7.800.000 cho cây mã số F7. Khi anh chị nhận cây được kiểm tra cây đúng như trong hình, mình cứ thanh toán tiền cho người giao cây thôi ha cô chú anh chị. Dạ, cây mã số F7 là cũng cây cuối video của chương trình. Em cảm ơn cùng quý cô chú và anh chị đã thời gian qua ủng hộ cho kênh Mai Vàng Đồng Tháp. Thì em rất chân thành biết ơn cùng cô chú và anh chị. Anh chị yêu thích nhớ cho em một đăng ký, một like. Em cũng xin chân thành cảm ơn cùng cô chú và anh chị. Xin hẹn lại video sau.